Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay, Sennheiser Việt Nam xin giới thiệu đến các bạn bộ thu phát chất lượng đa năng Sennheiser EVK100G4865. Trên tay tôi lúc này là hộp sản phẩm bộ thu phát không dây Sennheiser EVK100G4865. Đây là bộ sản phẩm bán rất chạy của chúng tôi, được hầu hết các ca sĩ, diễn giả trên toàn thế giới tin dùng bởi chất lượng tuyệt vời mà nó mang lại. Như các bạn có thể nhìn thấy ở đây thì bộ sản phẩm của chúng ta gồm hai thành phần chính là bộ thu M100G4 và máy phát cầm tay SKM100 đi kèm đầu mic MME865.1. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về bộ thu M100G4. Vẻ bề ngoài của đầu thu được thiết kế kim loại màu trắng bạc rất là tinh tế và sang trọng. Mặt trước của sản phẩm là màn hình LCD trực quan, cùng với đó là hệ thống nút điều khiển vô cùng hiệu quả. Có nút nguồn, nút setting dùng để chọn kênh, nút ESC để thoát, nút sync dùng để chức năng đồng bộ tần số giữa bộ thu và bộ phát. Ngoài ra, các nút tăng, giảm, trò trên trò dưới cũng được sắp xếp hợp lý để người dùng sử dụng linh hoạt hơn. Mặt sau của sản phẩm là hai anten được ký hiệu là anten 1 và anten 2. Các cổng có cổng chuẩn đầu ra TRS, cổng XLR, cổng DC, in 12V trên 300mA. Bên cạnh là G dùng để cố định dây nguồn. Cùng với đó là mã sản phẩm và một số thông tin đến từ nhà sản xuất được in ở mặt sau của sản phẩm. Khác với sản phẩm của các thương hiệu khác, sản phẩm của Sennheiser có hai cổng data phục vụ nhu cầu kết nối tốt hơn. Sản phẩm có thể sử dụng kết hợp với bộ phát G4 và micro ngoài phục vụ thu âm trong các ứng dụng tăng cường âm thanh. M100G4 còn được tích hợp các tính năng thiết lập nhanh chóng, hiệu quả, giúp người dùng sử dụng dễ dàng hơn. Đặc biệt, sản phẩm cấp phát tần số nhanh chóng, tối đa lên tới 12 bộ thu thông qua chức năng liên kết lên đến 20 kênh tương thích. Đây là chức năng vô cùng hiện đại được Sennheiser cập nhật cho sản phẩm của mình, tạo nên điểm nhấn giữa các sản phẩm cùng phân khúc. Phạm vi phát rộng lên tới 100m với băng thông 42MHz cùng với 1680 tần số tùy chọn. Người dùng hoàn toàn có thể điều chỉnh trong dải tần UHF ổn định. Khi đánh giá về hiệu năng cũng như là những đặc điểm ưu việt của sản phẩm này, chúng ta phải nói đến đầu tiên là chức năng dễ dàng đồng bộ hóa không dây giữa bộ phát và bộ thu thông qua cổng hồng ngoại. Các tính năng đã được các kỹ sư của Sennheiser tối ưu hóa, tất cả đều sử dụng hệ thống không dây. Điều này không chỉ làm giảm diện tích sử dụng mà còn đem đến trải nghiệm công nghệ hiện đại từ thương hiệu uy tín của Đức. Chúng ta cùng đến với máy phát cầm tay SKM100G4S. Phải nói rằng đây chính là chiếc mic cầm tay vô cùng chất lượng khi kế thừa hết những ưu điểm của các dòng đi trước. Với thiết kế vỏ nhôm nhẹ, độ bền cao, sản phẩm mang lại khả năng tái tạo âm thanh trung thực, chúng ta sẽ cảm thấy ưng ý với sản phẩm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Với những chức năng cao cấp được tích hợp như tắt tiếng hoặc khóa tạm thời để ngăn những thay đổi ngẫu nhiên trong quá trình sử dụng, tần số lên đến 1680 với hệ thống được nâng cấp lên tới 12 kênh, SKM100G4S được đánh giá là một trong những bộ thu nổi bật nhất của thương hiệu Sennheiser. Trên thân mic sử dụng một màn hình LCD có đèn nền hiển thị thông tin cần thiết và cung cấp truy cập menu nhanh. Bên cạnh nguồn là hai pin 2A, máy phát còn được trang bị các tiếp điểm giúp sạc pin BA2015 mà không cần tháo pin ra khỏi máy phát. Ngoài ra thì micro còn có chức năng đồng bộ hóa giữa máy thu qua hồng ngoại bằng cách bấm nhanh vào nút sync. Ưu điểm nổi trội nhất mà chúng ta phải kể đến chính là SKM100G4S được tích hợp một bộ siêu vi mạch ngưng tụ, cung cấp độ nhạy lên tới 1,6mV, tạo sự khác biệt rõ ràng về độ nhạy của âm thanh so với những bộ mạch động truyền thống như dòng G4835 hoặc là G4845. Đi kèm với bộ phát là đầu mic Sennheiser MME865.1 với đầu cáp xua đơn hướng được thiết kế mô hình cực cardioid giúp giảm thiểu tiếng ồn và phản hồi nền cực tốt. Đầu cáp xua dễ đổi có thể dùng kết hợp với máy phát của tất cả các dòng cùng thương hiệu từ SKM100 cho đến SKM-AVX hay là thậm chí bộ phát không dây DV kép riêng lẻ. Sự thay đổi đầu mic này không chỉ đáp ứng những chức năng cần thiết cho mục đích sử dụng mà còn giúp tiết kiệm chi phí. Người dùng có thể chọn lựa các loại đầu mic với mức độ nhạy và kiểu phân cực khác nhau.
Vừa rồi chính là những tính năng ưu việt mà hệ thống EVK100G4865 sở hữu. Với độ tin cậy, linh hoạt và hiệu suất cao khi sử dụng một hệ thống truyền phát không dây, thì Sennheiser EVK100G4865 chính là hệ thống âm thanh chuyên nghiệp và là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ website sennheiservietnam.vn hoặc hotline 0904 660 658. Xin chào và hẹn gặp lại!